ủa cái gì đây, rồi có tiền rồi các bạn, rồi có 100k nè các bạn, rồi cái đang gửi trước mình 100k các bạn ha. Rồi nói chung là cho mình có tinh thần mình làm đó mà. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái con máy là khách hàng nhờ mình bypass cái iOS 15 mà màn hình khó kết hợp nha các bạn. Bây giờ mình mình tiến hành khui ra coi thử cái này là iPhone máy các bạn ha. Thì khách hàng gói hàng khá là kỹ nha các bạn. Ồ, cái này là iPhone 6S các bạn. 6S ha, 6S, khách hàng nói là bị khó kết hợp iOS 15 nhờ mình bypass xài Wi-Fi nha các bạn. Full thông báo xài Wi-Fi ha. Thì giờ mình tiến hành xé ra là mở nguồn nè, mở nguồn máy lên rồi. Ủa cái gì đây? Rồi có tiền rồi các bạn. Rồi có 100k nè các bạn. Rồi cái đang gửi trước mình 100k các bạn ha. Rồi nói chung là cho mình có tinh thần mình làm đó mà. Rồi bây giờ mình rồi mình khui ra nè, khui lên mở nguồn mình. Hiện tại thì iOS 15 mà khó kết hoạt các bạn, và đổi số series thì mình mới bypass vô menu được nha các bạn. Thì mình làm trên Win, đổi màn hình màu trên Win thì các bạn phải là tạo được một cái landmark USB đó các bạn. Cái này mình có làm một cái video, các bạn chịu khó xem lại giúp mình ha. Thì mình tạo cái landmark USB rồi mình khởi động là máy tính vô cái boot vô cái USB landmark đó các bạn. Rồi mình mở cái lệnh trong cái mở cái lệnh ở terminal nè. Rồi mình vô cái menu của RAM USB các bạn. Mình đưa về chế độ màn hình màu, đưa về chế độ màn hình màu của cái con 6S này, rồi mình tiến hành đổi số series nha các bạn. Thì các bạn không có máy mắc thì mình đổi số series trên Win được nha các bạn. Mình cũng có làm một cái video các bạn xem lại giúp mình nữa. Rồi cái này là mình vô cái menu của RAM mắc này các bạn. Ghim kép vô. Rồi cái lệnh 12 nè các bạn. Lệnh 12 ha. Vào màn hình màu các bạn ha. Rồi mình gõ 12 enter nè các bạn. Rồi nó đưa về cái tool màn hình màu nè các bạn. Nó kêu mình là kết nối với cái máy, kết nối với máy ở chế độ mà debu các bạn. Rồi mình tiến hành đưa cái 6S này về màn hình màu, đưa về màn hình màu là để mình đổi số series đó các bạn. Thì giờ mình đưa về debu nè. Các bạn không quen thì về recovery rồi các bạn vô debu cũng được ha. Thì mình quen tay thì mình đưa về cái debu luôn nha các bạn. Nút nguồn, nút home nè. Rồi các bạn đếm từ 1 đến 5 á, rồi các bạn mua phím nguồn ra ha, giữ phím home để cho máy nó về chế độ debu là cái tool nó nhận nha các bạn. Đó, cái tool nó nhận nè, iPhone 6S các bạn ha. 6S ở chế độ debu, rồi các bạn bấm vô biểu tượng nè, rồi nó sẽ chạy thôi các bạn. Nó sẽ chạy thành công 100% á, là cái màn hình của cái iPhone 6S mình nó lên màu á các bạn. Cái này là nó màu gì cũng được nha các bạn, miễn đưa về màn hình màu là được nha các bạn. Chứ các bạn không quan tâm là ủa sao cái máy này màu tím, cái máy nó màu xanh, cái kia máy kia màu hồng hả. Rồi giờ mình chuyển về cái khởi động về lại Windows các bạn. Mình mở cái tool ha, cái tool mình đổi số series nha các bạn. Cái này thì mình cũng có làm một video các bạn xem lại giúp mình ạ. Cái này muốn đổi được trên Win thì các bạn không có bóc thì các bạn chịu khó là mua một cái cọng dây các bạn, dây kép Magico VCD á các bạn, thì mình mới đổi được cái nha các bạn ha. Đó, cái kép này nè các bạn. Kép này thì mình mua Shopee thì khoảng 200 mấy thôi các bạn, thì cũng khá là hiệu quả ha. Thì cái tool đó thì mình cũng có để dưới mô tả thì các bạn làm theo ha. Cái này nó cũng cái tool này các bạn mở lên cài driver đồ đầy đủ là mình làm bình thường các bạn nha. Nếu các bạn không có bóc thì mở cái này cũng được. Cái đây là mình đổi số series trên Win đó các bạn, chứ nếu mà mình đổi bên trên Mac á thì là nó đơn giản hơn các bạn ha. Đổi trên Mac thì cái nhiều dòng thì không cần cáp DCD nha các bạn. Rồi cái này mở tool lên thì các bạn chưa có tài khoản thì các bạn đăng ký một cái tài khoản ha, rồi các bạn nhập vô thôi, rồi các bạn làm theo video mình hướng dẫn là được. Này, các bạn xem video cảm thấy hay có ích thì like đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình ha. Rồi xin cảm ơn các bạn, xin chào.